Bọn chúng là băng đảng mafia lớn nhất hiện nay. Thú vị đấy. Chờ tiếp viện đến đã. Tôi ghét chờ đợi. Bắt cả tôi. Tôi đã bảo chờ rồi mà. Như nào bạn ơi? Hạ súng. Bắn bổ mẹ nó đi. Từ nghe nó sủa đã. Nghe giang hồ đồn đại ca đây là một quân tử rất giỏi thiện xạ. Thì sao? Làm xét ai thua thì nằm hòn. Bản lĩnh đấy. Tao thích. Thằng này xong rồi. Sắm quan tài cho nó đi. Thằng khốn đã đếm xong đâu. Đời bất công nên cộng lông không bao giờ thẳng.